Tôi là Kai, sinh viên năm 2 của một trường đại học nổi tiếng. Tôi thì không có gì kể, ngoài nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai hào hoa phong nhã, mà lại còn có gu ăn mặc nữa chứ. Còn đây là Bin, bạn thân của tôi, nhìn thì cũng đẹp trai đó, có nhiều tài lẻ nữa. Nhưng mà thua tôi nhiều, hai thằng đẹp trai hoàn hảo là vậy đó. Thế mà tôi bây giờ 20 mấy năm trời rồi. Vân ế đê đê chắc luôn. Nó linh tinh cái gì vậy? Bộ không đúng hay gì? Nếu mà không có như vậy thì hai ông thử cua em nào cho tôi coi coi. Chẳng qua là bộn thiếu gia đây chưa tìm được người như ý thôi. Thử mà tôi tìm được coi, búng tay một cả một là quen liền. Vậy hai ông có muốn thoát ế không? Ủa, ế là xu thế, là chờ người tử tế để yêu. Tụi tôi có phải có loại vã đâm đâu mà phải giới thiệu. Mà đẹp trai như tôi ấy, không lo không có bồ bà ơi. Vậy hen, vậy tôi khỏi phải mắc công giới thiệu mấy người bạn hot girl của tôi. Hả? Xinh lắm. Mình là bạn thân ấy, có mối nào ngon ngon giới thiệu tụi tôi với. Phải chia sẻ với nhau chứ. Trời ơi, nay dễ thương quá năn nỉ á. Trong đây là danh sách những người bạn hot girl của tôi. Không biết có ai cần không ha. Để tôi trước cho. Tao khỏi với. Tao giật được. Tao giật được trước. Để tao nhưng mà tao lấy được trước mày. Ôi lược. Hot girl. Đây mà là hot girl á. Toàn. Trời ơi, toàn. Ê, gu tao mày. Gu tao. Ê bố, tôi bồ chơi thân mà giờ tới gu người yêu không giống nhau nữa bố. Mình đúng là anh em bố ơi. Ê, nhưng mà có một đứa thì tính sao rồi? Ủa, nói kỳ á. Đương nhiên là tôi thấy trước thì là của tôi rồi. Ê cái này tôi thấy trước nha. Ê, nói kìa, tôi thấy trước nha. Tao thấy trước. Của tao. Tôi sẽ giới thiệu cho cả hai. Ai cua được thì cua. Giờ đi nấu cơm, nhanh. Nhiều nha. Bye. Bye. Ê Chi. Gì? Chuyện của Uyên ấy. Bà giúp tôi nha. Cho tôi 3 lý do tại sao tôi phải giúp ông. Đơn giản. Thứ nhất ấy, bà với tôi là bạn thân đúng không? Thứ hai ấy, bà với Uyên cũng là bạn. Thứ ba. Thôi, tôi năn nỉ bà đó. Bà giúp tôi lần này nha. Bà không giúp tôi là tôi quỳ lên tới sáng. Đi giúp tôi một lần thôi bà. Người ta nhìn kìa, đứng lên. Đứng lên. Giúp tôi lần này thôi. Bà nghĩ ra chưa? Cuối tuần này tôi sẽ hẹn ông và Uyên sang nhà tôi học nhóm được không? Xuất sắc. Thế tôi bà một cái. Thôi bà. Bình tĩnh. Đẹp chứ không dễ dãi. Bà đẹp. Bà rất đẹp. Cuối tuần nha. Bye bye. Bye. Đầu tiên. Ê bà, sao Uyên lâu tới thế? Thì người ta con gái, điệu đà tí xíu, có sao đâu. Uyên tới. À, bà ơi, bà xem tôi đã đẹp trai chưa? Đẹp. Tôi sẽ mở cửa nha.
làm gì hôm nay mày ăn mặc như thằng trai ngàn vậy? Hello. Hai cái. Này, sao còn nó ở đây vậy? Thì tại vì cả nhà tôi giúp. Nhưng bà cũng hứa giúp tôi mà. Thì tôi biết tôi hứa giúp ông rồi, nhưng mà tôi cũng lỡ hứa giúp Kai. Giờ gặp chung lần có sao đâu. Mở cửa đi kìa. Nhanh. Hình như là tôi tới không có đúng lúc, có đúng không? Không không, Uyên luôn đúng, mời Uyên vào nhà. Em ngồi đây. Giới thiệu với mọi người, đây là Uyên, bạn của tôi. Đây là Bin, đây là Kai. Hello Uyên. Nước mà để ở đâu vậy? Thì tôi để... Tôi! Bà học tới đâu rồi? Yên uống nước của Bin này. Yên uống nước của Kai này. Nước của Bin mát hơn. Nhưng mà nước của Kai mát hơn. Nhưng mà nước của Bin ngon hơn. Nhưng mà hai người lấy chung một chỗ mà. Thôi được rồi, để tôi dắt Cam vào uống nha. Để Kai phụ chi nha. Bin từ đâu qua đây vậy? Trông giống buổi bán quá ha. Đây, cái này của mày. Ơn. Cái này của Kai tự tay vắt cho Uyên đó nha, hơi bị ngon á. Cảm ơn Kai nha. Mọi người uống đi. Để tôi coi bài coi. Nặng chép bài gì khác á. Trời ơi, bước chân kia đẹp quá trời luôn kìa. Mai không sao vậy? Đời nó rồi, cô đẹp. Chắc tôi nhìn nhầm á. Xin phép mọi người nha, Kai đi vệ sinh một xíu. Xin lỗi mọi người nha, không biết hôm nay Kai ăn trúng cái gì mà đau bụng quá trời luôn. Thôi không sao đâu, tại vì bây giờ cũng khuya rồi đó. Thôi chắc Uyên cũng đi về luôn nha. Vậy Uyên về cẩn thận nha. Bye bye Uyên nha. Bye. Hai ông sao vậy? Thôi, bây giờ như vậy, 246 thì để tao tén, còn 357 thì mày tén. Để vậy cho Uyên đỡ khó xử. Được thôi, tao sợ mày chắc. Rồi, nhớ nhá. Đợi tao xíu. Nhanh nha, còn tới teo nha. Ê, đi chơi à? Chúc may mắn nha. Cảm ơn. Thank you.
Alo, tôi đây. Ê, đang làm gì đó? Đang chơi game thôi. Giờ này chơi game hả? Ông không biết tin gì hả? Có vụ gì hot à? Có chứ. Không biết làm sao mà Kai biết là Uyên á thích hình dáng rồi mua cái áo toàn hình dáng không? Uyên thích khen quá trời, còn chụp hình gửi tôi nữa. Sao kỳ vậy? Hay là tôi cũng giả giống Kai nha? Thôi, tôi nghĩ là bây giờ người ta làm rồi, đừng có bắt chước làm theo, kỳ lắm. Tôi nghĩ bây giờ ông nên đầu tư mua hàng, phiên bản giới hạn đi. Nhưng mà sao nữa? Tôi biết có một cái shop rất là đẹp luôn, bán đồ chỉ có 1-2 mẫu duy nhất thôi. Không mua là hối hận đó. Tôi chắc chắn với ông, khi mà ông mua cái đó, Uyên sẽ thích. Mua nha. Ok. Ok, mai gặp nha. Ok, bye bà. Cảm ơn chị nhiều nha. Gái giới thiệu thêm nhiều khách cho chị. Tháng sau chị tăng hoa hồng cho nè. Ai trong gương mà đẹp trai thế nhở? Công nhận ghen tị với ba mẹ mình ghê. Đẻ được đứa con quá là xuất sắc. Không biết sau này mình có may mắn như vậy không. Cảm ơn mày nhiều. Đang không biết cách nào lấy điểm với Uyên, vậy mà lại được mày giúp. Ủa, tao nhớ mày đâu có đi làm thêm nhiều đâu. Sao tiền đâu mày mua đồ nhiều quá vậy? Kệ tao đi mày. Để có được người mình yêu ấy thì đầu tư chút cũng không sao cả. Mấy anh ngồi. Tiếng con tim pin bồi hồi á. Tiếng tim của mình nghe lạ quá ha. Mà Uyên muốn uống gì? Cho Uyên đá chanh đi. Em ơi, cho anh 2 ly đá chanh. Uyên đi đường xa không? Cũng xa, đi đường xa không? Xa. Chị cho em đi. Em xin lỗi, anh. Không sao đâu em. Tí anh vào nhà vệ sinh anh lau được mà. Anh ok. Bin vô nhà vệ sinh lau khô đi. Bin không sao đâu, hôm nay trời cũng nóng á. Trời vậy mà Bin kêu nóng hả? Tại vì thân nhiệt Bin cũng cao. Uống nước đi Bin. Ok, Bin uống nước đi. Ôi, chết rồi, Bin bị trễ làm á. Chắc là Bin để gọi xe cho Bin về trước nha. Bin cứ đi, tại vì Uyên đang tính ngồi đây để xíu đọc sách tối mới về. Tối mới về á? Sao vậy Bin? Không sao. Trùng hợp quá, Bin lại được nghỉ làm rồi. Gì hả? Chắc Bin vô nhà vệ sinh xíu nha. Ừ. Uyên uống nước đi. Bin đi gì kỳ vậy? Tại Bin muốn nhìn Uyên thêm một xíu á. Áo đẹp bố. Này anh kia, mày chơi trò gì kỳ vậy? Dậy nói chuyện với tao đi, đừng có trả vờ. Kai, dậy nói chuyện.
Sao chả nóng thế nhở? Cai ơi, Cai, sao người mày nóng với Cai? Cai ơi, đừng đùa với tao Cai ơi, Cai, Cai ơi, cấp cứu. Tao trêu cho mày vui tí thôi mà. Mày khùng hả? Nhưng mà tao bị bận thiệt. Mày mà không sốt ấy thì chết với tao nghe chưa? Ủa, mày cũng chơi tao bao nhiêu lần rồi còn gì? Bây giờ tao mới làm lại có một lần đã sợ rồi à? Mày có thấy thằng nào tốt cho tao không? Đắp đi cho nhanh khỏi. Mai còn là thứ 6 đấy. Tí tao đi mua thuốc cho. Mày cứ khéo lo. Ngày mai tao có hẹn với người tao thích nhất. Chắc chắn là tao sẽ khỏi bệnh. Chúc may mắn. Alo chị hả? Sao? Uyên thích đương dừa á? Thôi, tôi sợ con đó lắm. Bà mo cho tôi thông tin khác nha. Ok, thank you bà. Nằm lại đi, ta đi nấu cháo cho. Trời ơi, không hiểu sao mày mập ú như vậy, gớm ghiếc như vậy mà Uyên thích ăn cho được ta. Ý. Cái. Ủa, Uyên. Trời ơi, hẹn ca mà tới trễ quá nha. Xin lỗi. À, thôi không sao đâu, hôm nay ca có mua một món mà Uyên với ca cực thích luôn á. Cái gì vậy? Ta-da! Cai ăn được cái này luôn hả? Ủa? Đương nhiên rồi. Vậy Cai ăn đi. Ơi. Để Cai ăn chung to nha. Ngon chứ. Đây là món khoái khẩu của Cai mà. Vậy Cai ăn thêm đi. Cai hay quá à. Khi gặp Uyên á, Uyên không ăn nổi mấy con này luôn á. Ủa, sao Cai nghe nói Uyên thích ăn mấy con này lắm mà. Hả? Ai nói vậy? Thì Cai nghe. Nghe ai? Ê thôi bỏ đi. Đúng là cái thằng chưa khỏi sốt mà đã đi chơi với gái cả ngày được. Ê, ông có chắc là ông dán hình này không? Hình dán thôi mà, có phải hình xăm đâu mà lo. Bà dán đi. Này là ông nói nha. Ủa hôm bữa có thi á, Binh có qua được môn xác suất thống kê không? Binh học hoài mà không có hiểu. Môn đó thì Binh qua được rồi, nhưng mà lâu lắm rồi nên Binh không nhớ. Ê! Binh! Binh đẹp trai đúng không? Ông là ai đấy? Trời ơi! Tôi với ông quen nhau à? Nói câu nghe buồn dễ sợ. Không nhớ luôn.
hồi năm ngoái học chung lớp xác suất thống kê đó, nhớ không? Trời ơi, ông là nổi tiếng nhất lớp là ở lại 3 năm nè. Xong rồi nhờ cái hội thi không, nhờ ông mới tôi mới qua đó. Ông chỉ tôi không á, chỉ tôi copy bài. Mẹ có hiểu dễ thương vậy. Ê, mốt chỉ tôi copy bài lại nữa nha. Ông đang đi ra đây đi cà phê à? Ông lấy đi tắm biển cha. Ở đi cà phê, thôi ngồi chơi đi. Mốt mà có bạn nào xinh xinh giới thiệu tôi. Bye bye, bye bye. Chuyện này còn chưa xong đâu. Mà Uyên có thấy ở đây nóng không? Không, thấy bình thường mà. Sao Bin thấy nóng thế nhở? Sao cười vậy Uyên? Không có gì. Kệ tôi đi bà. Công nhận ông ác cho ông thiệt luôn á. Trời ơi, quân tử đi bộ, có chơi có chịu chứ. Ê, hai ông nghĩ thử coi, Uyên thích ông hay là ông? Mặc dù ấy, tôi bị ai đó hãm hại, nhưng mà Uyên vẫn vui vẻ khi ở bên tôi. Mày tự tin gớm quá ha. Chẳng qua là Uyên an ủi mày thôi. Người Uyên thích là tao, ok. Thôi mệt quá, đừng nói chuyện này nữa. 2, 3. Yo! Chẳng qua tôi nói thiệt với mấy ông, uống bia uống rượu mà không sai, không ai uống làm gì hết trơn á. Đúng không? Đúng không? Đúng. Mà uống bia uống rượu mà uống say thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hai ông uống ít quá à. Tôi dô cho bà xem. Ok. 2, 3. Yo! Bó tay con nhỏ này. Nó mà cứ như vầy hòa thì ai mà ném rước nó. Ba cả mà uống đi. Yo. Yo. Ai hát sai rồi. Đây này, đây này. Đây, hát nha, để Bin hát cho nghe nha. Ok. 2, 3. Trái cho ông trời đã làm nên duyên số này. Cái gieo tơ hồng của ông sao tan nhớ, khiến em bên tôi để rồi nhận ra tình cảm ấy không thật thà. Cho bao con tim đau khổ là vì anh biết rất khó để nói ra nhiều điều muộn màng đã vỡ rồi. Mọi điều gian dối là do anh lỡ yêu một người mà lòng anh chẳng biết được. Tình cảm đến vội vàng chẳng thể nào anh biết trước. Người ấy đã bên anh bao buồn vui, nắng mưa vẫn ở cạnh nhau, để cho con tim em đã thêm buồn đau. Bà. Hello chị. Ủa, mà nay có vụ gì mà lại hẹn tụi tôi qua đây ạ? Thì ông hỏi Uyên đó.
tự nhiên nói tôi là muốn cảm ơn hai ông vì hai ông đã chở Uyên đi chơi. Cho nên là hẹn hai ông đến đây đích thân bà nấu ăn cho hai ông đó. Đã vậy. Mà Uyên đâu rồi? Lúc nào cũng Uyên, không bao giờ thấy hỏi chi hết. Ủa hai người tới rồi hả? Đây, đây. Hôm nay mọi người phải ăn thiệt nhiều vô nha. Wow. Mắm tôm này là do Uyên tự làm đó, mọi người ăn đi. Uyên ơi, nhà mình có nước mắm không? Không ăn được ấy thì đừng có cố. Bà ăn đi. Chào bà nè. Xin lỗi Uyên nha, cái không ăn được mắm tôm. Để đi nước mắm cho ông nha. Anh nè. Cái này cũng là do tự tay Uyên làm đó. Vinh ăn đi. Ăn chung với thịt nữa nè. Vinh ăn. Ăn ngon quá à. Cảm ơn ca nha. Này, vào phụ tao rửa bát đi, xong còn đi về nữa trễ rồi. Thôi, mấy này để Uyên làm được rồi. Nhưng mà không sao đâu, để Uyên với Chi làm được rồi. Hả? Thôi, hai đứa tôi về nha. Bye bye. À, kết quả sao bà? Thì cũng rõ rồi mà. Mày đó, cứ thích lấy le với gái. Đã không ăn được mà còn cứ cố. Kệ tao đi mày, Uyên thích là được ấy. Mày điên à? Giúp thì giúp cho chót không thôi. Lần sau mà mày còn như vậy nữa, tự lo cho bản thân nhá. Tao không có rảnh đâu. Làm nhẹ thôi. Đưa tôi chỉ cho. Đưa. Nhìn nè. Ê, tối đi chơi với tôi với Uyên không? Tao bận rồi. Ê bà, Kai là sao vậy? Mất người thương vào tay bạn thân, ông thấy như thế nào? Trên này em vẽ đẹp không? Anh thì không có danh về hội họa lắm nhưng mà người yêu anh vẽ đương nhiên là đẹp rồi. Ngẩn thế ớ. Cai, đi đâu đấy?
gần thi rồi nên là tao đi ôn bài một xíu. Kéo ghế ngồi đây cho vui. Thôi được rồi, tao muốn yên tĩnh một mình học bài. Alo, con nghe ba ơi. Con sắp xếp về quê vài ngày nhé. Nhà có việc gấp. Dạ. Hello mày. À, mày về rồi hả? Mệt quá. Chắc tao về nhà vài ngày, ba tao mới gọi điện thoại lên. Ủa, vậy à? Chắc tao gửi lời hỏi thăm ba má nha. Đợi tao xíu. Alo em yêu hả? Mới xanh chút xíu mà đã nhớ rồi à? Kem của em này. Em cảm ơn. Đây để anh bóc cho nha. Bữa hôm bữa anh đi thi á, anh làm bài được không? Cũng ổn nhưng mà chắc điểm không cao lắm. Không sao, mình cố gắng được sau. Sao vậy? Cai đi ăn không mày? Cai! Bao lâu nay anh vẫn im lặng, nghĩ rằng lòng mình đã dối lừa, trái tim anh đã tương tư. Anh biết rất khó để nói ra. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mọi điều gian dối là do anh. Lỡ yêu một người mà lòng anh chẳng biết được. Tình cảm đến vội vàng, chẳng thể nào anh biết trước. Người ấy đã bên anh bao buồn vui, nắng mưa vẫn ở cạnh nhau, để cho con tim em đã thêm buồn đau. Trong lòng anh giờ chỉ còn nhớ thương về một người. Alo mày, sao mấy bữa nay tao gọi mày không được? Hôm nào mày lên? À, bữa giờ điện thoại của tao bị hư. Tao mới sửa xong. Chiều nay mày có rảnh không? Tao với mày gặp nhau một chút nha. Nghe nghiêm túc đấy. Mấy giờ nào? Bây giờ tao quay phòng trọ nha. Ok, lát gặp. Trong lòng anh giờ chỉ còn. Anh đây. Anh ơi, xe em hư rồi, anh qua đón em nha. Anh ơi, anh. Ok, anh qua liền. Anh ơi, ở đây có tiệm sửa xe nè. Chú ơi,
coi dùm con xe với. Chú ơi, xe của con sửa hết bao nhiêu ạ? 200 công ạ. Dạ. Gửi chú ạ. Cảm ơn. Xe sửa xong rồi. Mà giờ còn sớm hay là mình đi chơi đi. Hay để hôm khác nha, hôm nay anh có việc rồi. Em lên xe về cẩn thận nha, có gì gọi anh. Bye bye em. Hai người đợi tôi lâu không? Mình đi ăn luôn nha. Mình chia tay đi anh. Em nói gì vậy? Em đừng giỡn thế, không vui đâu. Em nói thật. Nhưng anh đã làm gì sai? Đúng. Anh không có làm gì sai hết. Nhưng có bao giờ anh có tình cảm với em không? Anh luôn cho những thứ mà em muốn, luôn đáp ứng những gì mà em cần. Nhưng mà cái em cần anh là cái gì? Anh... là cảm xúc thật của anh. Có bao giờ mà mình đi chơi với nhau mà anh cảm thấy thật sự vui vẻ không? Người ta nói tình yêu là phải được xuất phát từ hai phía, nhưng nếu anh cứ miễn cưỡng mình như vậy thì chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Anh xin lỗi. Em không muốn giữ thứ tình cảm hờ hững này ở bên cạnh mình nữa. Chi? Mình đi. Tao nghe. Đi chơi mày, làm gì nhốt trong phòng của Toàn vậy? Thôi, hôm nay tao mệt lắm, tụi mày đi đi. Thôi đi đi, lâu lâu anh em mới gặp mà. Thôi để hôm khác nha. Anh biết rất khó để nói ra, nhiều điều muộn màng đã vỡ rồi. Mọi điều gian dối là do con tim em đã thêm buồn đau.
chẳng thể nào anh biết chưa, người ấy đã bên anh bao buồn vui, nắng mưa vẫn nắng. Thanh xuân của chúng tôi kết thúc như vậy đấy, còn bạn thì sao? Yêu thể thao.vn, kênh thông tin tròn về thể thao đỉnh cao.